Bạn có đang trong hoàn cảnh tiền lương tháng nào thì hết tháng đó, mỗi năm đều được tăng lương, thế nhưng cái tiền tăng đó đi đâu thì cũng không biết nữa. Đến cuối tháng, tiền còn không đủ để mà chi tiêu, nói chi tới là tiết kiệm hay là đầu tư. Nếu vậy thì video này sẽ hữu ích cho bạn đó. Hãy cùng Thảo tìm hiểu làm sao để sử dụng tiền lương của mình một cách hợp lý và xây dựng kế hoạch tài chính lâu dài một cách hiệu quả nhất với số tiền lương mà mình kiếm được nhé. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Thảo. Kênh này sẽ xoay quanh những chủ đề về quản lý tài chính cá nhân và đầu tư sao cho hiệu quả. Nếu như bạn hứng thú với những chủ đề này thì hãy bấm nút subscribe vào kênh và bấm luôn cái chuông nhỏ nhỏ ở bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi Thảo đăng video mới nhé. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi ngay vào chủ đề của ngày hôm nay. Thời đại bây giờ, hàng ngày chúng ta được tiếp xúc với rất là nhiều quảng cáo. Ra đường thì thấy nào là bảng quảng cáo trên các cái tòa nhà, trên trạm xe bus. Về nhà thì nghe quảng cáo trên TV. Mở điện thoại lên thì ôi thôi, nào là Facebook, Instagram, YouTube đều rất là nhiều quảng cáo. Mua bán thì cũng trở nên dễ dàng hơn. Chỉ cần có internet nè, có điện thoại, lướt lướt một hồi là lại mua một đống đồ. Nếu như mà bạn không quản lý tiền lương của mình một cách hiệu quả thì chưa tới cuối tháng thì tất cả tiền lương của tháng này, thậm chí là còn nhiều hơn nữa, đã bay mất khỏi tài khoản, mà bay đi đâu thì mình còn không biết rõ nữa. Trong video này thì Thảo sẽ chia sẻ các cái khoản mà bạn nên ưu tiên bỏ tiền lương của mình vào ngay khi nhận được để quản lý tiền lương đó một cách hiệu quả và đảm bảo tài chính lâu dài cho bản thân. Thảo cũng sẽ chia sẻ những cái phương pháp, dụng cụ mà Thảo dùng để thực hiện những cái bước này và tự động hóa cả cái quá trình để làm cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Ok, hãy tưởng tượng hôm nay là một ngày đẹp trời đầu tháng và bạn vừa mới nhận được tiền lương. Ngay sau đó thì bạn hãy bỏ tiền lương của mình vào những khoản sau đây. Thứ nhất là 401k. Nếu như mà bạn không sống ở Mỹ thì bạn có thể tìm hiểu xem có những chương trình nào tương tự ở đất nước mà mình đang sống. Những cái tài khoản này là những tài khoản mà bạn có thể tiết kiệm bây giờ để hỗ trợ cho sau này khi mà bạn về hưu. Bạn có thể set up với công ty của mình để lấy thẳng từ tiền lương bỏ vào tài khoản 401k của mình ngay cả trước khi bạn nhận được tiền lương để giúp cho cái quá trình này trở nên dễ dàng hơn. Rất là nhiều công ty có chương trình match số tiền mà bạn bỏ vào 401k. Ví dụ ở Amazon, nếu như mà bạn bỏ vào $1 thì Amazon sẽ cho bạn 50 cent nếu như mà số tiền mà bạn bỏ vào không vượt quá 4% tổng số tiền lương của bạn. Amazon thì cho 50%, nhưng mà nhiều công ty khác có thể cho nhiều hơn, ít hơn, thậm chí một số công ty mà Thảo biết còn cho lên đến 100% lận. Đây là tiền cho không thì tội tình gì mà không lấy, phải không nào? Tốt nhất là nên tận dụng một cách triệt để luôn. Có nghĩa là nếu như mà Amazon cho tối đa đến 4% tiền lương của bạn thì bạn nên bỏ vào ít nhất là 4% để lấy hết cái khoản tiền cho free mà Amazon cho bạn trong cái chương trình 401k này. 401k thì giúp cho bạn có được một cái nguồn tài chính ổn định sau này khi mà mình về hưu, mình không còn việc làm nữa. Ngoài cái lợi ích này thì 401k còn có rất là nhiều cái lợi ích khác về mặt thuế nữa. Ví dụ như là traditional 401k thì cho bạn bỏ tiền vào 401k lúc này mà không phải trả thuế, và cái số tiền không thuế đó sẽ được sinh ra lợi nhuận, sau này khi mà bạn rút ra thì bạn mới phải trả thuế. Còn Roth 401k thì bạn trả thuế lúc này, nhưng mà tất cả những cái số tiền bạn bỏ vào nảy sinh ra lợi nhuận ở trong đó, thì sau này khi mà mình rút ra mình không phải trả thuế trên cái khoản lợi nhuận đó. Nếu như mà bạn không đi làm cho những cái công ty mà có business riêng thì có thể mở solo 401k hoặc là SEP IRA. Tuy không được match như là các công ty làm cho nhân viên, thế nhưng bạn cũng có thể tận dụng được hết những cái lợi ích về thuế để tiết kiệm và đảm bảo tài chính cá nhân của mình sau này lúc mà mình về hưu. Sau khi công ty giúp cho bạn bỏ tiền vào 401k thì sẽ trả cho bạn số tiền còn lại. Số tiền còn lại này thì Thảo sẽ chia làm 4 phần khác nhau. Amazon thì cho bạn lấy tiền lương vào nhiều cái tài khoản khác nhau, cho nên Thảo tạo luôn 4 cái tài khoản checking hoặc là savings, nói luôn cho Amazon biết là mỗi tháng thì cái phần tiền còn lại bỏ bao nhiêu tiền vào 4 cái tài khoản này. Trong tháng Thảo nhìn vào 4 tài khoản này thì Thảo có thể thấy được là còn dư bao nhiêu tiền, mình đã xài bao nhiêu rồi, mình còn dư bao nhiêu để cân bằng chi tiêu một cách hợp lý, tránh thâm hụt khoản này thì xài quá nhiều, khoản kia thì xài quá ít chẳng hạn. Nếu công ty bạn không cho setup để nhận tiền lương vào nhiều cái tài khoản khác nhau thì mình có thể nhận tiền lương vào một tài khoản thôi, sau đó mình sẽ setup những cái chuyển khoản một cách tự động để chuyển tiền lương từ cái tài khoản này vào 4 cái tài khoản khác nhau. Mình có thể làm chuyển khoản tự động này vào ngày thứ 2 của tháng, để ngày thứ nhất sau khi tiền lương từ công ty vào tài khoản thì ngày thứ 2 khoản tiền này sẽ được chia luôn vào các tài khoản khác nhau. Khi mở cái tài khoản này thì Thảo chọn những cái ngân hàng mà không có tính tiền dịch vụ hàng tháng. Lâu lâu có những cái ngân hàng cho những cái khuyến mãi cho khách hàng mới,
mới thì Thảo tận dụng để lấy tiền promotion thôi, giống như là Thảo hướng dẫn trong video trước. Thế nhưng thường ngày thì Thảo sử dụng những cái ngân hàng online chẳng hạn, hoặc là những cái ngân hàng mà không có tính tiền dịch vụ cho tài khoản checking hoặc là saving. Thời buổi này thì những cái ngân hàng online rất là nhiều, và những cái tài khoản checking hay là saving thì cũng được rất là nhiều lựa chọn khác nhau, cho nên bạn nên tránh những cái chi phí mà không cần thiết nhé. Một số các ngân hàng mà bạn có thể tham khảo là LA Bank, Capital 360, Fidelity Cash Management. Những cái ngân hàng này có những cái free options và thậm chí là lãi suất cho những cái tài khoản savings thì cũng trả cao hơn một tí xíu so với mặt bằng chung, cho nên mình lựa chọn những cái nào không có chi phí và lãi suất cũng cao hơn để tận dụng triệt để cái số tiền lương của mình nhận được. Ok, quay lại bốn phần chi phí vào bốn cái tài khoản khác nhau mà Thảo nói lúc nãy. Sau khi đã bỏ vào 401k thì cái tiếp theo là emergency fund. Đây là khoản tiền tiết kiệm để giúp cho bạn xoay sở trong những cái trường hợp khẩn cấp. Ai đã xem những cái video trước đây của Thảo thì biết là Thảo rất chú trọng đến emergency fund. Thông thường thì Thảo khuyên là nên bỏ vào từ 3 cho tới 6 tháng để phòng hờ những cái trường hợp xảy ra một cách bất ngờ. Ví dụ như là trong tình hình kinh tế không có ổn định như lúc này, chẳng may mà mình bị ảnh hưởng đến công việc, hay có một cái sự kiện nào đó xảy ra một cách bất ngờ mà đòi hỏi bạn phải chi ra một cái số tiền lớn, thì khoản tiết kiệm này sẽ giúp cho bạn xoay sở trong lúc đó mà không phải mượn tiền với lãi suất cao như là mượn tiền từ credit cards. Thông thường thì mình nên bỏ từ 3 cho tới 6 tháng tiền sinh hoạt, sau đó thì bạn có thể ngưng, thay vào đó thì bạn có thể tăng cái số tiền mà bạn bỏ vào các khoản khác như là 401k hay là các khoản mà Thảo sẽ nói tiếp tục sau đây. Sau emergency fund thì phần tiếp theo là mình nên dùng số tiền để trả những cái khoản nợ với lãi suất cao, ví dụ như là tiền credit card chẳng hạn. Lãi suất của credit card trung bình là từ 16 cho tới 18%, thậm chí có thể lên hơn 20% nữa, hoặc là những cái khoản như là vay tiền để đi học. Nếu như mà lãi suất cao, trả các khoản vay này cũng đồng nghĩa với bạn mang số tiền đó để đi đầu tư và được đảm bảo lợi nhuận bằng với lại cái lãi suất mà bạn đang phải trả cho những cái khoản nợ này. Ví dụ như là bạn đem 1.000 đô để trả một cái credit card có lãi suất là 20% thì bạn đã tiết kiệm được 200 đô rồi. Trong khi đó, nếu bạn đem 1.000 đi đầu tư thì lúc nào cũng có rủi ro, chưa chắc gì mình có lời nữa, nói chi đến một cái lợi nhuận cao như vậy thì không, hoàn toàn không được đảm bảo. Nếu như bạn đem cái số tiền đó thay vì đi đầu tư để trả những cái khoản nợ với lãi suất cao đó thì ít nhất bạn đã được đảm bảo cái số tiền lãi suất mà bạn không phải trả trên những cái khoản nợ này rồi. Tiếp theo là tài khoản tiết kiệm dành cho những mục đích cụ thể, hay còn gọi là Goal Targeted Account. Ví dụ như Thảo muốn mua nhà thì mình cần phải tiết kiệm để cho down payment, hoặc là mình muốn có một cái số tiền để đầu tư thì mình cũng phải tiết kiệm, hoặc là thậm chí bạn đang dự định cho một chuyến đi chơi xa thì cũng cần phải tiết kiệm một cái số tiền nhất định. Các khoản này có thể gộp chung một account để quản lý một cách dễ dàng, hoặc là để chi tiết hơn thì bạn có thể chia ra nhiều cái account khác nhau dành cho nhiều cái mục đích khác nhau. Các tài khoản tiết kiệm này thì tùy vào bạn có bao nhiêu thời gian để thực hiện những cái mục tiêu này mà bạn có thể tính toán xem mỗi tháng mình nên bỏ vào những cái tài khoản này bao nhiêu. Chẳng hạn như là mình muốn mua nhà trong vòng 2 năm và mình cần có một cái số tiền down payment là 50.000 thì mỗi tháng ít nhất là bạn phải bỏ vào 2.100, để sau 2 năm thì bạn sẽ có đủ cái số tiền ít nhất là 50.000 để mình mua nhà. Cuối cùng là phần tiền còn lại để trang trải các chi phí sinh hoạt hàng ngày, giống như là tiền xăng, tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, tiền mua sắm, đồ ăn, vân vân. Lý do mà Thảo để phần tiền này sau cùng là Thảo muốn ưu tiên các phần đầu tư lên trên hết, và việc này sẽ giúp cho bạn đảm bảo phát triển tài chính cá nhân của mình một cách hiệu quả, giúp cho những mục tiêu tài chính lâu dài của mình được ưu tiên. Chắc các bạn cũng nghe nhiều là một trong những phương pháp mà đảm bảo phát triển tài chính cá nhân của mình một cách hiệu quả nhất là trả tiền cho bản thân mình trước tiên, có nghĩa là trích khoản tiền lương của mình để đầu tư phát triển cho tài chính cá nhân và đảm bảo các mục tiêu tài chính lâu dài của mình, thay vì là trả tiền và làm giàu cho người khác, như là trả tiền nhà để làm giàu cho chủ nhà, trả tiền điện nước để làm giàu cho công ty utilities, hay là trả tiền mua sắm, mua quần áo để làm giàu cho các công ty. Có thể bạn sẽ thắc mắc, nhưng mà Thảo ơi, đây là những cái khoản chi tiêu cần thiết, nếu như mà để sau cùng rồi không đủ tiền chi tiêu thì làm sao? Để giải quyết cái này thì Thảo có hai phương pháp. Thứ nhất là giảm chi tiêu, thứ hai là tăng thu nhập. Nói ra thì có vẻ đơn giản đúng không? Nhưng mà trong thực tế thì rất ít bạn suy nghĩ làm sao để thực hiện một trong hai điều này, mà các bạn sẽ chọn cái giải pháp dễ dàng nhất. Tiền vào tài khoản thì chi tiêu hết, rồi còn lại bao nhiêu thì mình sẽ tiết kiệm sao?
No. Không nên chút nào vì bạn giải quyết tạm thời những cái nhu cầu trong hiện tại mà hoàn toàn bỏ quên về tài chính tương lai của mình. Bạn sẽ quay lại tình trạng tiền lương tháng nào hết tháng đó và không có một chút tiết kiệm hay là đầu tư gì cho tài chính tương lai của mình cả. Quay lại hai cái giải pháp mà Thảo nói lúc nãy. Thứ nhất là giảm chi tiêu. Để làm được điều này một cách hiệu quả thì bạn nên phân biệt rất là rõ chi tiêu nào là thiết yếu, có nghĩa là bắt buộc phải có, và chi tiêu nào là hưởng thụ, có thì tốt nhưng mà không có thì cũng không sao. Ví dụ như là có nhà để ở là chi tiêu cần thiết, thế nhưng có cần phải thuê nhà ở ngay giữa trung tâm thành phố, một cái nhà rất là hoành tráng như vậy thì có cần thiết hay không? Ăn uống là cần thiết, nhưng mà mỗi sáng mua một ly cà phê ngoài tiệm 5-6 đô thì có cần thiết hay không? Hay là mình có thể tự pha cà phê ở nhà, vừa ngon vừa đảm bảo chất lượng mà lại vừa tiết kiệm nữa? Bài toán ở đây là bạn ưu tiên cho tài chính tương lai của mình và gia đình lên trên hết, hay là tận dụng thời gian để hưởng thụ, ưu tiên chất lượng cuộc sống trong thời điểm hiện tại lên trên hết? Nếu như mà bạn ưu tiên cho tài chính tương lai, xác định được cái tư tưởng như vậy thì sẽ giúp cho bạn bỏ qua những cái chi tiêu không cần thiết trong thời điểm hiện tại một cách dễ dàng hơn. Ví dụ như là cho dù phải đi xe bus mỗi sáng hay là lái xe xa một tí để tiết kiệm được 1.000, vừa lái xe mình nghĩ là 1.000 này sẽ giúp cho gia đình mình sau này có tài chính một cách đảm bảo hơn thì cũng có động lực hơn, đúng không nào? Nếu cần giảm chi tiêu, trước tiên là tập trung vào những phần chi tiêu không cần thiết. Bạn nên theo dõi những cái chi tiêu của mình trong vòng 2-3 tháng và phân loại những cái mục nào mà mình bỏ tiền vào nhiều nhất và xem những cái mục mình bỏ tiền vào nhiều nhất đó khoản nào là thực sự cần thiết và khoản nào là mình có thể cắt giảm được. Khi cắt giảm chi tiêu thì thay vì tập trung vào từng phần nhỏ thì mình nên tập trung vào những cái phần mà mình chi tiêu nhiều nhất. Thí dụ như là bây giờ bạn đang thuê nhà ở downtown trả 2.500 một tháng, downtown Seattle rất là đắt đỏ, thì thay vì bỏ 2.500 một tháng, bạn có thể dời đi xa xa downtown một tí, có thể là mỗi sáng phải đi bus nhưng mà cũng không mất nhiều thời gian, có thể giúp bạn tiết kiệm được 1.000 đô. 1.000 đô một tháng thì là một năm cũng đã tiết kiệm được 12.000 rồi. Bạn có thể thấy 12.000 mình có thể làm bao như việc khác, đúng không? Còn ly cà phê mỗi sáng 4-5 đô thì tối đa, nếu mà bạn cắt hết cà phê đi nữa thì mỗi tháng cũng chỉ tiết kiệm được tối đa là 150 đô thôi. Nếu như mà bạn bỏ quá nhiều công sức vào tiết kiệm những cái khoản nhỏ như thế này thì chẳng những số tiền cắt giảm của mình không có được nhiều mà mình còn phải lúc nào cũng phải chú ý mua từng cái gì, cũng phải chú ý là bao nhiêu tiền, có nên mua hay không. Từng cái khoản nhỏ như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của bạn rất là nhiều, thậm chí nhiều lúc làm cho bạn thấy là mọi thứ đều phải cắt cụm, còn làm cho mình rất là mệt, làm cho mình giảm động lực và không có muốn tiết kiệm nữa. Theo thống kê thì người ta bỏ tiền vào ba cái khoản sau đây là nhiều nhất. Thứ nhất là nhà, housing. Thứ hai là phương tiện đi lại, transportation. Thứ ba là đồ ăn, food. Thì bạn xem lại các khoản chi tiêu của mình hàng tháng vào những cái mục này bao nhiêu và cái khoản nào là cần thiết không thể cắt giảm và cái khoản nào là những cái yếu tố không cần thiết mà mình có thể cắt giảm bớt. Phương pháp thứ hai là tăng thu nhập. Nếu như mà bạn không muốn cắt giảm bất cứ chi tiêu nào để ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của mình trong hiện tại nhưng mà đồng thời cũng muốn đảm bảo tài chính tương lai cho mình sau này thì lựa chọn của bạn đó là tăng thêm thu nhập. Điều này đã trở nên dễ dàng hơn với sự phát triển của xã hội lúc bây giờ. Những cái trang online như là Upwork đã giúp cho bạn có thể kiếm thêm thu nhập chỉ còn bạn có một cái laptop và internet, hoặc là bạn có thể làm online tutor dạy thêm nếu như mà bạn biết đàn, ca, tennis chẳng hạn. Nếu bạn biết nhiều ngôn ngữ thì có thể giúp làm thông dịch viên cho các bệnh viện, các công ty, các đường dây hỗ trợ khách hàng. Rất là nhiều công việc khác nhau với giờ giấc rất là linh hoạt. Chắc là Thảo sẽ làm một cái video riêng để chỉ các cách kiếm thêm thu nhập. Nếu như mà có nhiều bạn hứng thú, các bạn hãy comment ở dưới video này để cho Thảo biết nha. Và nếu như là các bạn có những cái cách kiếm thêm nào, những cái side projects ngoài cái công việc chính của mình để kiếm thêm thu nhập thì bạn cũng comment ở dưới đây cho mọi người cùng tham khảo nhé. Thảo vừa đi qua 5 khoản mà bạn nên ưu tiên cho tiền lương của mình vào. Tóm tắt lại thì trước tiên là mình nên bỏ vào 401k tối thiểu bằng với cái số tiền mà công ty của mình match để tận dụng triệt để cái khoản tiền cho không này. Tiếp theo đó là mình nên bỏ vào emergency fund đủ từ 3 cho tới 6 tháng tiền sinh hoạt để phòng hờ những trường hợp khẩn cấp. Nếu như mà tiền emergency fund đã đủ rồi thì bạn có thể bỏ thêm vào những cái khoản khác, giống như là những khoản đầu tư 401k hoặc là thêm vào tiền chi tiêu hàng tháng của mình. Thứ ba là bạn nên ưu tiên trả những khoản nợ với lãi suất cao. Sau đó thứ tư là bỏ tiền vào những cái tài khoản tiết kiệm mà có mục đích cụ thể. Và cuối cùng thứ năm là khoản tiền còn lại dùng để trang trải những chi phí sinh hoạt hàng ngày. Nếu bạn tiết kiệm đến mức mà sau khi bỏ vào hết 5 phần này
này, trả hết chi phí sinh hoạt hàng ngày rồi mà vẫn còn dư tiền thì mình có thể bỏ thêm vào các tài khoản đầu tư, hoặc là mình có thể tự thưởng bản thân mình tăng thêm một chút xíu tiền chi tiêu cho tháng tiếp theo để có động lực mà tiết kiệm tiếp. Và một điều lưu ý nữa là bây giờ các bạn sử dụng credit card rất là nhiều, mà khi sử dụng credit card thì nhiều khi mình không có quản lý một cách chặt chẽ lắm. Các bạn nên nhớ là lúc nào cái số tiền balance của các credit card đó cũng chỉ bằng ít nhất cái số tiền mà mình để dành cho các khoản chi phí này thôi nhé. Đừng có vượt hơn rồi xong cuối tháng mình lại bị thâm hụt. Credit card thì xài rất là tiện và rất là dễ xài luôn, cho nên bạn nên để ý hơn một tí xíu để cẩn thận không chi tiêu quá tay trong cái khoản này nhé. Và giống như Thảo nói trong video lúc nãy thì bạn nên tự động hóa cả cái quá trình chuyển tiền lương vào từng cái tài khoản cụ thể và chia từng cái tài khoản ra cho những cái khoản chi tiêu khác nhau. Như vậy thì mỗi tháng cứ thế mà làm thôi, mình không có cần phải suy nghĩ nhiều, và cũng tránh cái trường hợp là bỏ tiền chung một tài khoản thì mình lại chi tiêu thâm hụt, lấy khoản này lại đắp qua khoản kia, như vậy thì không tốt. Thảo hy vọng là video đã cho bạn một vài ý tưởng làm sao để sử dụng tiền lương một cách hiệu quả, đồng thời cũng đảm bảo tài chính lâu dài cho mình trong tương lai. Nếu như mà bạn thấy video hữu ích thì hãy cho Thảo một cái like và nhớ bấm nút subscribe, bấm luôn cái chuông nhỏ nhỏ ở bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi Thảo đăng video mới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các video mới.